Thế thì mình ra đứng đầu xe chụp kiểu ảnh cho nó đẹp anh chị ạ. Đây, hai con ra đây nhá. Rồi, quá đẹp xuất sắc luôn. Nào, cười nào, cười nào. Ok. Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Hiện tại thì Quyết đang chuẩn bị giao chiếc xe Innova phiên bản E. Đây là của anh Xuân Anh ở Hà Nội. Thì Quyết đang chuẩn bị giao chiếc xe Innova phiên bản E. Phiên bản này đang có mức giá bán là 755 triệu đồng. Hiện tại thì đại lý đang giảm rất là tốt. Đang là giảm tổng trị giá là khoảng 35 triệu. Nghĩa là mọi người sẽ được tặng là 1 năm bảo hiểm thân vỏ này, dàn phim trải sàn. Trừ ngay cho mọi người 20 triệu. Đó. Thì bây giờ Quyết đang chuẩn bị giao. Mọi người để thế này được chưa? Đẹp chưa mọi người? Quyết sẽ để đây nhá. Để đây đi cho đẹp. Thế thì trong lúc chờ anh Xuân Anh giao thì lấy xe thì Quyết cũng muốn chia sẻ nhanh dành cho tất cả các quý anh chị. Thì khi mà các anh chị chúng ta lấy ở trong tháng 4 ấy thì có hai chiếc xe phiên bản E số sàn hoặc mọi người lấy phiên bản số tự động, mọi người có thể sao ở đây Quyết có thể chia sẻ dễ hơn. Phiên bản số tự động thì có mức giá bán là 870 triệu đồng. Thì bây giờ hiện tại đại lý cũng đang có tổng trị giá giảm khoảng từ 35 cho tới 40 triệu dành cho tất cả anh chị. Thế thì phiên bản nếu các quý anh chị chúng ta mà đi ở trong phân khúc MPV cỡ lớn ấy, thì Innova đi chắc chắn là sẽ rất là thích, khi mà chúng ta sẽ có một cái khung gầm. Thứ nhất là khung gầm rời và có chịu tải nó tốt hơn. Và thứ hai là xe 2.0. Và thứ ba là dẫn động cầu sau. Đó, thì đi cực kỳ là thích. Nói so sánh thì có thể nói là thích hơn rất nhiều so với Xpander hay là Toyota Veloz. Chiếc xe này thì anh cũng sẽ chạy dành cho những khách mà khá là cao cấp khi mà đi vận tải và cũng như là để đi gia đình. Anh cũng đã lấy một chiếc xe ở Toyota Anh Xuân là đi Innova G rồi. Thế bây giờ chúng ta lấy xe Innova E. Mọi người tiến sát vào đây chúng ta có thể xem dễ hơn. Để tạm đây nhá. Để bóng lên một lát nữa chụp ảnh. Đó. Rồi, xe thì tất cả được trang bị là ghế nỉ. Với option thì cũng không phải là quá là nhiều khi mà chúng ta được trang bị là 7 túi khí cùng với đó là toàn bộ ghế nỉ, hộp số sàn. Với anh chị mà chúng ta lấy xe thì chúng ta có màn hình 7 inch này, chúng ta sẽ có điều hòa cơ. Nếu mà lấy số tự động thì chúng ta có đèn viền LED nữa, hộp số tự động và cũng như là điều hòa cũng là điều hòa tự động hết. Một trong những cái điều mà Quyết cảm thấy rất là thích đó chính là đây, Quyết sẽ điều chỉnh cái vô lăng và cũng như là để chân nhá cho thoải mái. Rồi. Xong Quyết sẽ ra hàng ghế sau. Mọi người có thể ra đây. Mức tiêu hao nhiên liệu mà 2.0 thì mang lại đó chính là 8,1 lít ở ngoài đô thị, 12,5 lít ở trong đô thị và 9,7 lít đường kết hợp mọi người nhá. Đây là sổ bảo hành. Lát tí nữa giao cho anh sau. Chỗ để chân này mọi người thấy rất là rộng rãi, thì nếu các quý anh chị chúng ta đi đường dài, chúng ta đi 7 người chẳng hạn, thì mọi người có thể để ở đây. Đó, rất là rộng rãi đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ ra hàng ghế cuối cùng nhá. Mọi người thử xem ra đây hàng ghế cuối cùng Quyết ngồi sẽ như thế nào. Mọi người sang phía bên này thì Quyết sẽ nhìn dễ hơn. Đây. Rồi, Quyết sẽ gập cái hàng ghế này lại. Cái hàng ghế này thì mọi người có thể là gập một chạm thôi. Đấy, xong mọi người sẽ ra. Thế tuy nhiên trước khi mà chúng ta ra thì các quý anh chị chúng ta ra phía đằng sau cùng với Quyết. Đây. Chúng ta sẽ có hai cái hàng ghế phía đằng sau có thể gập được hẳn lên như thế này. Hơi tiếc một chút xíu là đối với Innova bây giờ chưa thể gập được, gập hẳn hàng ghế xuống sàn phẳng. Tuy nhiên thì nếu mọi người có thể nhìn thấy rằng là Quyết sẽ hạ một cách rất là dễ dàng, tại vì cái này nó có trợ lực. Rồi. Quyết không hạ cái này ra thì để cho mọi người có thể nhìn rõ, quan sát dễ hơn nhá. Đây, mọi người sang phía này. Khi vào á thì mọi người có thể ngồi. Đây. Cực kỳ là dễ dàng. Ghế thì hơi cứng do là hơi bị thẳng quá. Thì nhưng mà Innova thì chúng ta sẽ có thêm đó chính là ngả lưng. Đây, ở chỗ này chúng ta có ngả lưng. Để ở hàng ghế sau thì cũng không còn nhiều chỗ lắm. Tuy nhiên thì nếu mà anh chị đi, chúng ta đi 7 người thì sẽ vẫn còn chỗ để chúng ta ngả, rất là dễ chịu. Đây, mọi người hàng ghế sau thì còn khoảng tầm 10cm nữa. Rất là hợp lý đúng không? Đó. Hàng ghế sau thì chúng ta ngồi được 2 người, hàng ghế trên thì chúng ta ngồi được 3 người, hai hàng ghế trước thì chúng ta ngồi được thêm 2 người nữa, tổng cộng là 8 người cho Innova phiên bản số sàn. Đấy, thế thì nếu mà các anh chị mà chúng ta lấy xe thì hiện tại thì mọi người gọi điện hotline nha. Rất thích chụp. Mở mắt cho nó. Nhỉ? Hai bạn hình như là sát tuổi nhau ạ. Vâng. Hơn 2 tuổi. Hàng này tuổi. Bảo hành của mình sẽ nằm ở đây anh nhá.
mình sẽ được bảo hành là 5 năm 150.000 km. Thì cái sổ bảo hành này thì em sẽ để ở chỗ ngăn phụ anh nhá. Vâng. Thực ra bảo hành thì bảo hành điện tử nên là thôi thì mình cứ cầm cái cửa sổ này, về sau thì nếu chẳng may mà mất cái sổ này thì bên em sẽ cấp lại cho. Nên là cũng không phải lo đâu. Vâng. Đúng rồi. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.